Vâng, rất cảm ơn bác, nhưng mà cháu còn một câu cuối cùng muốn hỏi bác. Câu này thì cháu nghĩ là bác trả lời cũng được, còn nếu không thì thôi. Nhưng là từ trước đến nay thì trong chiến đấu cũng vậy, mà với nhân dân trong cái dư luận xã hội cũng vậy, ta thường quen vẫn gọi là lính ngụy, chính quyền ngụy hay là bọn ngụy, và những người mà trong họ có nhiều tội ác với nhân dân thì gọi là ác ôn. Vâng, nhưng bây giờ ở cái giai đoạn gần đây thì người ta lại có cái dư luận cho rằng nói như vậy thì nó phân biệt quá và sẽ không được, không phù hợp, mà người ta cho rằng nên gọi là chế độ Sài Gòn hay là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi người lính Sài Gòn hay là lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì theo bác, cá nhân của bác, thì bác thấy cái việc như thế thì bác thấy thế nào? Thì Phúc Nguyên là cái nữ là ở đâu chứ ở đây không có từ nữ, không nói nữ, ở sự thật. Nhưng mà tôi nhớ là như vậy là khi đi Phúc Nguyên bắt được bầm đầu, mình bắt không đưa suy ưu nước, đứng tên bảo thiên những xây dựng đất nước, cái ngu chi ngủ, phân biệt với anh. Tôi người nông dân bình thường, tôi giúp nó, tôi nói thiệt từ từ. Vì do tội ác do Mỹ chân phải do anh. Thế thôi. Tức là tội ác là do thằng Mỹ chứ không phải do hắn. Dạ. Chính là ở đây dạ, ở đây thì mình không gọi là lính ngụy. Không, ở đây không có đâu, bỏ từ nữa nè. Bây giờ là bỏ đấy. Nhưng mà dạ, họ không biết hết rồi. Hồi nãy tôi nói đầu nè, số tốt là đấy muốn nở mà số xấu họ biết hết rồi, cần chị nói. Dạ. Thế à, rất là cảm ơn bác. Như vậy là một cái tha thứ, một cái độ lượng đã đến với những người dân rất hồn nhiên cách mạng này. Rất cảm ơn bác. Chào tôi xin sức khỏe nhận tiếng em. Trước đây quá khứ của tôi là kẻ thù trai giới thưởng, Nguyễn Vĩnh Lợi là liên đội trưởng biệt lập trai giới thưởng, giết được Trường Sơn là triệu bạc tờ gồng, mưa hầu nó mấy chục cây vàng với 10 bộ tờ gậu, dân si đông, từ đó dân si đông. Rất là cho phép tôi được thân gửi lời thăm gia đình bố mẹ và là chồng với mấy cháu và chúc mừng cái để ghi số điện thoại khi nào có dịp thì điện thoại ghi. Dạ. Không chỉ muốn là cho gửi lời thăm hết mấy anh chị em ý gia đình bà con, không chỉ muốn hai ba chín một không hai ba không hai ba cố gắng hãy hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Cái đề mô phát ra. Dạ. Đến cái tuần chứ. Dạ, chắc cũng phải một tuần đấy ạ. À, tuần phải tuần được. Dạ dạ. Cảm ơn bác ạ. Bắt tay là cái đấy. Dạ. Cảm ơn bác. Tiếp theo chương trình thì Uyên Linh Việt Nam xin mời bác sĩ Bắc Việt thoát chết ạ. Dạ, cháu ngồi, cháu ngồi. Thưa các anh chị của... Bác ngồi xuống ạ. Bỏ chế. Thưa bỏ câu. Bỏ giúp cô cái ghế kia. Ba từ từ đã. Đây bỏ giúp cái ghế này. Thôi ngồi hai người. Nói về cá nhân á, tôi sinh ra đến quê hương Tĩnh Thủy với bà con đến nay là 81 năm, là 81 tuổi, sinh năm 1937, đã trải qua hai cuộc kháng chiến. Đầu tiên thì tôi cũng sơ lược cái sự đấu tranh của nhân dân thôn nhà qua chiến Nam kháng chiến chống Pháp. Thì đến năm 1954 á, thì tôi là 18 tuổi rồi. Trước đó về bé thì không biết như thế nào. Chứ còn qua cuộc kháng chiến dân chủ giành lại cái quyền độc lập của đất nước á, thì thôn Tĩnh Thủy chúng ta hồi bây giờ là cỡ là 130 hộ thôi. Nhưng mà đi theo kháng chiến tập kết sau năm tư tập cách ra Bắc cỡ 100 người, cỡ trên dưới 100 người. Cùng bò con ở đây ấy, thì trong 9 năm kháng chiến ấy, thì ai nấy đều dốc làm
theo kháng chiến, không có một cái tên Việt do phản quốc nào tại quê hương, đó là qua chính Nam. Thế thì sao á, chính Nam có học cục hội nghị ở Geneva đó, trong hiệp định có ghi rõ là sau năm 1954 là sau đó sẽ có cuộc hiệp thương để rồi thống nhất đất nước, qua đó bọn Pháp, bọn phản động đã lật lại không thực hiện theo hiệp thương. Thế thì ở đây á, nhà nước, chính phủ lúc bây giờ khi tập kết ra Bắc có để lại là sau này mình đã biết một số đảng viên có cán để lãnh đạo nhân dân đấu tranh với bọn chúng. Thế thì năm 1964, đầu năm 1965 á, thì tổ chức ký hiệp thương, thầy Nam Lam á, cái hiệp thương thầy thông tỉnh thủy đây á, nhân dân ai cũng có ký hết và thành lập nhiều cái tổ bí mật để hoạt động với nhau, không ai biết ai. Thì thời kỳ đó có ông Nguyễn Mại ở gần đây, thì với là về gây cơ sở ở đây, thì lúc bây giờ là có anh Bùi Hòa, tức là con ruột của Mẹ Nhung, là Mẹ Anh Hùng đã hy sinh rồi đó. Bọn chúng khi mà lộ cơ sở ra thì bọn chúng bắt ông Mại đi tù quân đấu, còn anh Hòa và một số anh chị lên quận Tâm Kỳ bây giờ bị thủ tiêu, kể cả thời kỳ đó, kể cả anh Tùng nữa, anh Đoàn Thanh Tùng, Đoàn Văn Tùng cũng bị, nhưng mà cái số sức mạnh độc thuộc bô rồi còn sống đến sau kháng chiến, sau giải phóng số 4 đến số 8, số 7 gì, anh Tùng mới hy sinh. Thì tiến đến khi sau khi mà bị lộ rồi thì tình hình hoạt động cơ sở cách mạng có lắng xuống, có một số nhân dân, số đồng bào, số cơ sở đứt liên lạc, chưa không hoạt động nữa. Thì thành lập mặt trận giải phóng ra đời rồi ấy, thì khi đó mới bắt đầu hoạt động trở lại, mới có cơ sở trở lại. Thế thì lúc đó bây giờ tôi là 20 mấy tuổi rồi, bị bọn giặc bắt đi quân dịch. Nếu còn sống có thể bây giờ là gọi là lính ngụy đó, hồi đó là lính ngụy ấy. Thì cùng với Trường Sơn đó, Trường Sơn cũng có đi mà tôi cũng có đi. Thế thì khi Nam một ngọn đi với tinh thần là bắt buộc, chứ còn cái về truyền thống đó, cách mạng đó, thì nói chung cái quê hương đi là có truyền thống, trong đó có gia đình và có bản thân đã ý thức được cái truyền thống cách mạng đó. Cho nên khi mà Nga năm 1964 là quê hương được giải phóng lần đầu tại tỉnh Thủy này, thì tôi đồ ngủ từ tháng 9 64 trở về quê hương. Thì khi về quê hương á, thì quê hương đã giải phóng được rồi, lúc bây giờ đã có chính quyền, có lực lượng vũ trang, có đoàn thể phụ nữ, có đấu tranh chính trị. Thì lúc bây giờ tôi là có cơ sở là người của cách mạng, là gia đình cách mạng, là truyền thống cách mạng của quê hương, cho nên được về nhân dân là tin tưởng đưa vô làm quân sự phó, cạn với trưởng bộ y tế, cùng với đồng bào ở đây là đấu tranh với địch vô cùng ác liệt. Cái ác liệt đó không có thể cụ thể quá từng việc được, mà nó là toàn khắp hết sức, phải có một sức chịu đựng mãnh liệt, biết giữ cái đất đi lại. Cho nên quê hương đi là không có ở đây, ít có ở đây là bỏ đất đi để đi theo địch. Chỉ một vài ba trường hợp là liên hợp gia đình, cách hợp gia đình như thế nào đó biết chạy tới vùng địch thôi.
Cái thứ hai nữa là trong hoàn cảnh kháng chiến đó, ở đây là nhờ nhờ có hàm bí mật. Không có cái nhòi mô mà không có hàm bí mật. Cho nên mà khi mà bộ đội chiến sĩ du kích về đây là sẵn sàng có chỗ quê hương bò công đậm bạc hết. Thì tôi thấy rằng với một đây là cái mà biểu thị cho cái sự thành tích đã có thật của quê hương đi, là tổng cách ở đây là 330 liệt sĩ, rồi là 64-65 bò mại Việt Nam anh hùng ngồi đây bò công đi, là không có nhờ mua mà không có hơi dừng thừa ấy. Một là chồng hơi là công bò là cho mẹ là trong chiến tranh đều có mất ấy. Cho nên rò rớt lại cái tỉnh thủy này không có cái gia đình mua mà không có dừng thừa trong quá khứ của chống Mỹ vì đất nước mà hy sinh. Thì tôi thấy cái đó là cái mà không quên được cái quê hương đi. Và tôi cũng như là bò công ở đây không có gì, bản thân không có gì vượt trội lắm, cho nên không kể bản thân rồi. Một số bạn bè, một số đồng chí cùng lứa tuổi với tôi thoát ly, cùng lứa tuổi với chú Thông thoát ly, thì cũng công qua kháng chiến chống Mỹ rồi cũng không cầu mấy người đi về quê hương. Đây mà rủi mà mai về địa bàn thân, nếu nó không bắt tôi thì tôi bên đây cũng là liệt sĩ như có cái đồng chí không bị bắt. Cho nên là khi mà giặc đánh thì nói về bản thân chút thì bắt tôi dưới hầm bí mật. Thì dưới hầm có bốn người, tức là Ngộ, chú Bún Tịch với chú Hơ Hiền với tôi. Thì ông bác có dưới hầm bốn người, bởi vì cái cơ sở mới xây lại cũng có lợi, cho nên đất mềm bị lún đi ngon qua đó con sập con quằn lại ăn kín. Rồi khúc bây giờ là tôi 33 tuổi đã có sẵn nghề y tá, cho nên thuốc men đầy đủ đem xuống hàng. Khi mà nó quật lên ấy, thì sẵn có cái cơ sở đó, tôi khai là tôi là tốt nghiệp y khoa Hà Nội năm 1960, được hồi cách về đây để phục vụ cái vùng Đông Tâm Kỳ. Mà hơn nữa là lúc bây giờ là chế độ cái lúc bây giờ là chính sách chiêu hầu của Hán Đương thịnh hành, bắt một cái người cán bộ cao cấp của cộng sản á, của miền Bắc về thì nó không biết, nó đem nó trốn riêng rồi chỗ, rồi nó kêu máy bay hoặc ủ chở về tỉnh. Còn ba người này thì xử lý riêng, chú Hờ Hiền thì đem ra dẫn ra ngồi bác ngồi biển rồi đồng chí Hiền nữa là dẫn nó chỉ cái bữa chỉ hầm bí mật rồi vô đột cái bữa mình của chúng ta. Thì có hy sinh, hắn có chết một số, rồi đem đồng chí Hiền nó ra bán một bữa biển. Đó là điều lịch sử bông thân rồi đó. Vì khi mà chúng bác tôi vào tù rồi á, thì lúc bây giờ tôi học hết cấp 2 rồi thì cũng có thơ có thử có câu là đã quen chiến đấu với đồ hồn không quen. Cho nên là hắn cố kêu gọi để đầu hòn để đưa ra lính về đi lính lại cho hắn, nhưng mà cương quyết là không đồ hồn. Cho nên là dòm nhóc đài đọa trong nhà lô quân đổ. Lúc bây giờ là tôi là cái nằm ở trong số, trong cái danh sách chống chủ cờ, chống khổ sai, cho nên nhóc riêng dưới hầm một thời gian rồi đưa lên tập thể lớn. Lúc bây giờ là chịu đựng được để nằm cùng sinh hoạt với tập thể, cùng đấu tranh với tập thể đến năm cuối năm 1963 thì được có lệnh trâu trỏ về Lộc Ninh. Thì lúc bây giờ tôi là về Lộc Ninh, được trâu trỏ về Lộc Ninh. Thì được về Lộc Ninh thì phục hồi đón tịch học tập đồ này kia khắc nợ rồi thì đưa tôi về
công tác ở cơ quan tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam. Sau đó vì sức khỏe ở tù không có công tác tiếp tục được, cho nên là về với cái tiêu chuẩn là mất sức 61%. Thì từ đó tôi về tham gia với bà con ở đây, quyền chạc của bà con ở đây, thực hiện chính sách của đảng của nhà nước đó đến nay. Thì cuộc đời đó là như thế. Cảm ơn bác. Vâng. Bác cho em hỏi là bác đã đọc cái chuyện bác sĩ Bắc Việt thoát chết của nhà văn Phạm Thông chưa ạ? Có. Dạ. Ở trong đấy thì bác thấy là nhà văn viết có đúng không? Nhà văn viết đúng, mà nếu còn tỉ mỉ hơn thì đúng là còn thiếu. Nhưng mà cái thiếu mình nói lại. Dạ. Chứ còn cái sự thật, đây là bảo vệ cũng danh chính ngôn thuận phát biểu cho chính xác và chính xác thì có gì đó. Tôi có cái ngại là chỗ Phạm Thông của tôi là chú cháu ruột, cho nên mình phát biểu trung thành gấp mấy, cái người không thích mình đủ 10 phần đó, thì nó đó là cái mà gọi là kinh kiệu hay là cái như thế. Cho nên nhà phát biểu thêm về cái trường hợp mà cái chuyện này, cái đoạn ngắn của chú Thông viết ấy, thì tôi không phát biểu nhiều bởi vì quan hệ là như thế. Cháu thì nghĩ là quan hệ chú cháu nó chẳng ảnh hưởng gì đến câu chuyện của vâng của bác. Bác có thể kể lại một cách vắn tắt qua cái câu chuyện mà bác sĩ Bắc Việt thoát chết, ví dụ như là tại sao mà bác lại nghĩ ra đặt mình là tự nhận mình là bác sĩ từ Bắc về? Thì bây giờ lúc bây giờ là tôi có đi trong cái hòn ngũ của địch ấy, đi cùng dịch ấy, thì tôi biết cái tụi nó là nó trăn trạng cái thành phần trí thức, cho nên ai mà chất câu á thì nó trạng, kể có cái hòn ngũ của cộng sản mà người chất câu hắn cũng trạng, hắn cũng có dụ. Cho nên từ đó tôi có cái tư tưởng là mình phải khai trời lớn. Có khai trời lớn để cho hắn giữ mình lại. Từ đó cho nên tôi bị thoát ra ý nghĩ là khai là tôi là tốt nghiệp trường y Hà Nội năm 1960. Khi mà bác Hai Hiền bắt ấy, thì bác ấy có nói lại cái câu đấy theo như cái câu chuyện của bác Phạm Thông viết. Thì bác Hai Hiền bác ấy có nói là bác ấy có nói về bác và đấy là một ông bác sĩ từ phía Bắc vào. Thì có phải là nhờ cái câu nói này mà gợi ý cho bác là bác nghĩ ra là nói mình phải to hơn nữa không? Cho nên là lúc đó xuống hầm á, trang cái lúc mà anh em cũng bình tĩnh lắm, xác định mình là chết rồi. Thì có cái chú Hiền đó là đồng chí Hiền đó là trưởng ban an ninh của xã Kỳ Phú. Cho nên luôn luôn là có lựu đạn, có vũ khí bên mình. Thì lúc đó vợ tôi bây giờ là bỏ sợ đó, cho nên là không cho đem lựu đạn xuống. Và hơn nữa là bỏ cũng sợ là anh em xuống dưới đó là tự tử. Nhưng mà cũng cố gắng giữ được quả. Thì lúc bây giờ là xuống đó là giật không nổ. Không nổ bị xác định rằng, Hiền mới xác định rằng chắc tôi chết. Anh thì địa phương này không biết, cho nên anh cố gắng giữ anh là cố gắng nói rằng đó là nói rồi. Cho nên nhà bòn với nhau là xuống hỏi tôi là tôi không biết ông đi ở trên về liên hệ với tôi, con bộ ở trên về liên hệ với tôi cho giữ ông là nấp ở hầm với mặt với tôi sao. Anh em không nhìn nhau chỗ nữa, cho nên từ cơ sở đó mà thằng địch nó có tin thật mình. Khi mà bác Hai như vậy nhưng thực tế thì bác là như thế nào ạ? Thực tế là thế nào? Tức là bác Hai bác là bác sĩ từ ngoài Bắc về. Nhưng thực ra thì bác có từ ngoài Bắc về không? Và bác có phải là bác sĩ không? Không. Tức là... Thật sự tôi lại tới địa phương. Mà sống ở đây chứ không ở ngoài Bắc về. Cho nên Khai
không thật với thằng địch là như thế. Như vậy cái bọn nó đến nó bắt bác thì không biết mặt bác, bọn không biết dân địa phương ở đây à? Không, lúc bây giờ là tôi làm với Hàm Hầu ở đúng Trắng Nâu mà lòng trai trái cũng lên lợi, cho nên nghĩ là thất. Trông không giống dân trài đúng không? Không giống dân trài ở đây. Cháu cũng muốn hỏi bác những cái câu giống như lúc nãy cháu đã hỏi bác Trường Sơn. Thế là bác nghĩ như thế nào về cái từ ngụy? Trước đây thì mình vẫn gọi như vậy, và bây giờ thì mình nên như nào? Theo nhận thức của tôi, cái từ trước đây chính quyền ngụy, lính ngụy là đúng. Bởi vì lịch sử đã ghi rằng Sài Gòn không có chính quyền, Sài Gòn không có chính phủ, có bọn tay sai của địch và bọn ngụy quyền, tức là bọn ngụy quyền với bọn ngụy quân là người bắt buộc quạt đi đánh thuê cho nó để mà lấy tiền. Mà bây giờ ai mà nói là công nhận cái chính quyền Sài Gòn là người đó là tôi phản đối. Có khi cái lựa người đó là có lựa chống cách mạng. Đương nhiên theo nhận thức của tôi, nếu công nhận cái chính quyền Sài Gòn thì đương nhiên mình công nhận cái đất nước đi chị ha. Bởi vì có chị hai có mất nước á, không có biết có chính phủ. Như thế là vô tình là một khi cái điều kiện như thế nào đó, hắn có thể công khai lên lật mình trở lại là mình có chính phủ, thành ra mình kể đế quốc đi xem được. Theo nhận thức của tôi thì hoàn toàn cái quan điểm của tôi là chống cái ý kiến đó, phản đấu cực lực, phản đấu cái ý kiến mà biểu là ghi cái xóa cái ngụy đi, xóa chính quyền ngụy đi mà công nhận là cái chính quyền Sài Gòn thì tôi là hoàn toàn phản đấu. Có nghĩa là theo bác thì vẫn cứ gọi là ngụy. Lịch sử đã ghi rằng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Cứ thế mà gọi. Cứ thế mà gọi. Dạ. Nhưng mà mình không đầu sau không ấn tượng. Dạ. Trong lúc hòa bình đấu với nhân dân. Dạ. Xếp nó vào đấy. Vâng. Xếp vào đấy. Vâng. Cháu hỏi thêm nữa. Thế là trong cái cuộc sống bây giờ của bà con trong thôn xóm của mình này, trong cái tỉnh Thủy ấy, thì cái quan hệ giữa những người và những gia đình đã từng tham gia cái chính quyền cũ gọi là ngụy đấy, thì bây giờ như nào ạ? Thì theo tôi hiểu á, thì sao trước khi hòa bình á, vì cán bộ lãnh đạo cách mạng á với nhân dân á ở vùng trên núi trước á thì đã có hạt chính thức hòa giải hòa dân tộc rồi. Cho nên cái hoàn cảnh của những người đi theo ngụy quân ngụy quyền là hoàn toàn là bắt buộc. Mừng cho cái đất nước đi, cái quê hương đi là không có cái tai mua ốc ông, cho nên không có cái mối thù sâu giữa dân với dân. Hơn nữa đúng rồi, qua nhiều năm là chưa, từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ, cái quê hương đi là không có cái tên ốc ông một cách. Mà đa phần là sự bắt buộc và dính với nó. Ê, tôi nói thêm về chính sách chút nữa. Khi đó, khi hồi nãy á, cô có hỏi ông Trường Sơn là cái chính sách hỗ trợ khuyết người thương tật. Thì ông Sơn ấy thì ông nói này không rõ. Mà quê hương tỉnh Thủy này là có 8 chú thanh niên chống bắt lính của ngụy quân ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, ngụy quân Sài Gòn, thành đã tự làm cho mình cục một cái chân để khỏi bắt lính bị thương, gọi là tự xuất thương để với cái tích cực của mà của các anh đó là chống bắt lính, hình thức là không cho địch biết. Nhưng phải đành chịu cái đau khổ của cá nhân mình để khổ là chống đối với bà con mình, với bán giết bà con mình, cho nên không tự làm như vậy.
Thì cái số đó bây giờ thì nhà nước có hỗ trợ gọi là khuyết tật. Lấy cái khuyết tật đó mà hỗ trợ được tóm người đó là mỗi người được 360.000. Ngoài 8 người này ra thì có còn ai là người đi lính về mà bị thương trong người nhà nước hỗ trợ không ạ? Không. Có một trường hợp là ông Quyến ở dưới Thành Đồng, bây giờ là thay chung một thôn, hồi nó có đi lính mà cho địch mà bị đuôi mắt á, bị thương mà đuôi mắt á, thì nhân dân có đưa ổng vô hộ nghèo để hưởng cái cô hơn cái khuyết tật. Còn trường hợp ở đây là đi lính vô ngụy rồi bị thương mà về hưởng lương cho nhà nước thì không có. Không có bà con ơi, bà con nhớ là có không? Dạ, bà con ai có thể phát biểu được ạ? Con nói ra. Đây bà vừa nói lúc nãy á, bà cứ ngồi đi, bà cứ hay là mời bà lên trên. Tôi vừa mời bà lên đây ạ. Còn đây rồi. Có chú Trí, chú Quyến ở dưới Thành Đồng. À, cá rồi. Ở đây nha cá. Cảm ơn bà. Như vậy là một cụ bà ở dưới thì có bổ sung là có hai người, một người tên là Quyến và một người tên là Quý. Trí. À, tên là Trí á. Một người tên là Quyến và một người tên là Trí. Ở dưới thôn Đông đúng không ạ? Thôn Đông. Dạ, ở dưới thôn Đông. Là những thương phế binh của chế độ cũ và hiện nay là được hưởng một cái trợ cấp tàn tật.